Chị ơi, chị đang làm cái gì đó? Làm cơm hả? Cho em đeo cái này cho chị chút xíu nha. Không, đeo cái này là nói chuyện thôi. Nói chuyện chút xíu với chị thôi. Lấy chuyện không lấy chuyện nhiều lắm. Chị ngại cả nhà. Hồi nào giờ không có ai quay chị hả? Dạ. Dạ. Bây giờ nấu canh hả chị? Dạ, canh mít nè. Cái nồi này là nồi gì? Canh mít. Canh mít. Dạ. Rồi chị cho bột bắp vô. Ừ. Số Bắc Vlog mến chào cả nhà thân thương. Quay trở lại tiếp tục mà anh nhỏ trên kênh của mấy chú cháu nha. Hôm nay Số Mắc đang đi tìm kiếm bà con họ ở trên một cái vùng núi mới cả nhà. Thì đi lên trên trên này á, cái con đường này là con đường đi lên trên núi này. Thì đi lên trên núi và muốn vào trong cái vùng núi á, là mình phải đi vào trong những cái đường mòn. Nó đi lên trên những cái ngọn núi cao cả nhà. Đi ngang qua đây tình cờ Số Mắc thấy một hộ gia đình. Họ ở ngay trên cái sườn núi rất là treo leo ở ngay cái bên này nè cả nhà. Ở Số Mắc thấy có một cô đang làm cái gì ở trong á. Thì bây giờ Số Mắc mời cả nhà cùng vào tìm hiểu xem là hoàn cảnh của họ ở đây họ làm cái gì nha cả nhà. Cái khúc này nè, cả nhà thấy nó treo leo lắm luôn á. Cái này nó dốc lắm nè. Số Mắc không biết là có đi xuống được không nữa. Bây giờ mình đi xuống trước, xong chút xíu anh Đồng anh sẽ mang cái phần quà xuống cho bà con nha cả nhà, xuống tìm hiểu trước. Cũng dễ đi thôi. Em chào chị nha. Dạ. Trời ơi chị hái là tút chứ này, em leo đi từ trên đó. Nhà mẹ con chị ở trên đó hả? Dạ. Đi xuống dưới này. Đu hả chị? Dạ. Dạ. Đu đủ ở đây là mình trồng hay nó tự mọc chị? Dạ. Nó tự mọc hay là chị trồng? Chị mắc cỡ hả? Chị mắc cỡ hả? Dạ. Đâu có gì đâu, em tìm hiểu cuộc sống của chị chút xíu thôi à. À, dân Việt là không có biết đâu. Không biết dân Việt tiếng kinh không biết. Không rành tiếng kinh hả? Dạ. À không sao đâu chị nói được từ nào thì chị nói thôi. Hái về nấu canh hả chị? Lấy canh ăn mà. À, nấu canh ăn. Dạ. Chị cho em biết tên chị cái được không? Chị tên gì? Em tên Tím. Chị Tím. Ừ. Chà. Tím. Tím. Tím hay là Tím? Tím. Tém. Tím. Tém. Dạ. À, chị không phải là tém đâu, Tím. Tím. À, dạ. Chị Tím. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ đi lên lại cả nhà. Đi xuống dưới đây nó treo leo lắm luôn á. Bây giờ em đi qua bên đây trước ha. Dạ. Từ từ nha chị. Chị chờ chị đi trước đi. Để cho chị đi trước đi cả nhà. Chị đi sao? Chị đi trước, em không biết đường lên. Em sợ em đi nó ngay cái khúc đá đó. Đó, chị đi lên núi cao lắm luôn cả nhà. Bây giờ Xuân Bắc sẽ đi leo lên trò chuyện với chị nhé, tìm hiểu cuộc sống của chị xem sao này cả nhà. Chị cũng là người đồng bào Rắc Lây, chị sống ở trên cái đèo núi cao như thế này nè cả nhà. Ở dưới là vực thẳm rất là sâu luôn. Dạ. Xung quanh chỗ chị ở đó, Số Mắc thấy rất là nhiều những cái cây đu đủ cả nhà. Để quay xuống dưới cho cả nhà xem này. Cái vực sâu lắm. Thôi giờ mình đi lên trên nha cả nhà. Rồi, chị đi lên lại cái căn nhà của chị rồi cả nhà. Chị ơi, chị đang làm cái gì đó? Cho em đeo cái này cho chị chút xíu nha.
Không, đeo cái này là nói chuyện thôi. Nói chuyện chút xíu với chị thôi. Lấy chuyện không có chuyện nhiều đâu. Chị ngại cả nhà. Hồi nào giờ không có ai quay chị hả? Dạ. Dạ. Chưa bao giờ quay phim. Cho nên hơi ngại chị ha. Chị nói rành tiếng Kinh không? Đã cái nhà người ta để chụp hình em ở nhà đi đường chứ. Chụp hình ở đường hả? À. Ở trên cái đường trên đó hả? Người ta để chụp hình chứ. Chị Thêm ở nhà đây chị ở với ai? Chị Thêm ở đây với ai chị? À, chụp hình đi đường đường vô mà chứ. À. Đi vô mà. Đi thứ bảy chủ nhật đi chụp hình bình thường mà. À, người ta đi chụp hình thứ bảy chủ nhật đúng không? Chủ nhật thứ bảy ôi. Quăng nhiều lắm nha, chụp hình bên đây này. Dạ. Chị ở nhà đây chị ở với ai chị? Dạ. Chị ở với ai? Bé hồi nãy là con chị hả? Dạ, con giúp. À. Có hai mẹ con thôi. Dạ. Dạ. Con hai đứa đi chân đi trong bò. Chị có mấy cháu rồi? Hai đứa con, một đứa đi chăn bò. Ừ. Một đứa trong bò là anh chứ. Là anh của bé này. Anh chồng của tôi. À, có nghĩa là hai vợ chồng hai, ở đây. Dạ. Dạ. Chị có một hai anh chị là có một bé đó thôi hay là còn bé nào nữa không? Ừ, con trai một đứa. À, con gái một đứa, hai đứa. Hai đứa. Dạ. Con trai đâu rồi? Con trai là đi làm chứ. Đi làm rồi. Đi làm ở công ty. Công ty. Đi làm tháng được nhiêu tiền chị? Tháng có lên là 5 triệu, không có lên là 4. Đủ à. Nhẹ. Nhẹ là tháng có việc 5. Á, việc đều quá thì 5 là... triệu. Dạ. Đủ không nhẹ. Có việc thì được 4 triệu. Dạ. Đủ nhẹ. Khoảng có nắng. Anh là đi chăn bò rồi. Đi chăn bò rồi. Dạ, anh chăn bò ở đâu chị? Chăn bò bên kia. Bên núi bên kia hả? À, dạ, đi đường thẳng hả? Thẳng quá chứ. Trời ơi, cái này em ngó xuống là em chóng mặt luôn á. Dạ. Hồi nãy em thấy chị ở dưới á. Em kêu chị mà chị không nghe. Em tính đi xuống dưới em không dám đi. Cái kêu hoài không được. Đi không cái đi đó, cỡ chứ. Dạ, em sợ chị không hiểu tiếng Kinh á. Chị không nghe rõ. Yeah. Em phải đi xuống. Dạ, yeah, đi xuống chứ. Yeah. Mắc cỡ, không có biết, không có nghe, không có chuyện nhiều đâu. Mắc cỡ hả chị? Dạ. Dạ. Chị Thêm năm nay chị được bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không biết nha. Không biết luôn? Không biết. Mà chị... đi tỉnh nói, đi chắc chuyện cái con ăn mà mình rất nhiều, không biết, không có nhớ đâu. Không nhớ. Không nhớ. Này nè, đi tên đấy nè. À, bị té hả? À, té nè. Bị té chân đâu, chị cho em xem tí. Dạ, đây nè. Nè. Cốt hết đây nè. Đi ôi, nó rách hết chân luôn hả? Dạ, này là hai cột nè, này là một cột nè, hai cột luôn. Hai khúc luôn. Dạ, này là mình té luôn nè. Bể xương vai luôn. Dạ. Đi tên núi, đi chắc chuối, đi các con ăn. Mình là ba nữa bé luôn à. Đi cắt chuối cho các con ăn. Dạ, đi rễ. Bị té. Ừ. Thương chị vậy. Lâu chưa chị? Đó, mấy năm rồi. Mấy năm rồi? Con là một tháng. Một tháng con đầu tiên mà. Dạ. Một tháng khi mà sinh con đầu. Dạ. Là chị bị hả? Dạ. Chị đang làm cái gì đây chị? Nấu canh. Chị nấu canh hả? Ừ, dạ. Chị giã cái này là cái gì đây? Bắp cáo. Bắp hả? À, bắp cáo, có lấy bắp ăn. À, chị lấy giã canh ăn. Chị giã bắp nấu canh. Ừ, canh mít. Hôm nay nấu canh gì chị? Lấy canh mít ăn. Canh mít hả? Có mít không? Cái mít này không có mít ở tỉnh núi, mít mà. Mít à, mít hái ở trên núi. Dạ. Dạ. Để chọn đi rẻ chơi buổi sáng.
Anh chồng chị tên gì? Cháu Má Lát thì Hướng. Anh Hướng. Dạ, cháu Má Lát. Anh Hướng với chị Thiêm. Ừ. Dạ. Chị không biết chị sinh năm bao nhiêu luôn hả? Không biết hả? Thà ba mẹ không có hỏi con chứ. Tôi à, không biết. Không biết luôn. Không biết luôn à. Gia đình chị đông anh em không? Dạ. Gia đình đông anh em không? Không có, gia đình ơi, gia đình có con có một đứa thôi. Một đứa con cá không. Dạ, có mình chị ba thôi. Ba mẹ ba cha là chết hết rồi. Ba mẹ chết hết rồi. Có một mình chị thôi. Dạ. Một mình chị là con em, con Út ở đi ở nhà chứ. Em Út chị nữa là hai chị em. Ha. À. Em Út chị có gia đình chưa? Có gia đình rồi. Có gia đình rồi. À, gia đình có con em Út tôi là bốn đứa. À. Dạ, chị là hai đứa. Chị là hai cháu. Dạ. Còn em Út là bốn cháu rồi. Ha. À. Hàng ngày chị ở cái khúc núi, nó cái sườn núi treo leo như thế này thì mình làm những cái công việc gì chị? Dạ. Ở nhà chị làm những cái công việc gì ở đây để mình kiếm tiền? Kiếm tiền. Dạ, chị có làm gì kiếm tiền không? Không hả? Chị có trồng trọt, chăn nuôi thôi hả? Dạ. Ở đây chị nuôi cái gì? Chị nuôi là chăn nuôi hả? Dạ, chị chẳng nuôi gà hả? Con gà, con heo. Nuôi heo, nuôi gà. Dạ. Còn gà nuôi là gì hai nữa con. Không? Gà có hai con thôi. Dạ. Nhiều chứ, ăn hết rồi mà. Còn có hai con gà thôi. Dạ, con heo hai con. Heo con hai heo con. Kia con gà nữa đó. Dạ. Con gái chị đang ngồi đó hả? Ừ. Bé bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ. Chị biết tuổi bé không? Chứ tên anh. Đó mà. 12 tuổi. 12 tuổi. Chị không biết tuổi của con mình luôn. À, chị phải hỏi bé chị mới biết. Bé có đi học không chị? Bé con đi học không? Dạ. Con chị á, bé còn đi học không? Này tôi lớp hôm nay này. Nay cuối tuần nghỉ. Dạ. Chị nghe không rõ luôn cả nhà. Hằng đã nhúng ấn à nhận nhà. Tôi học, lên lớp học. Đây là những cái can nước của gia đình này. Họ đi lấy nước, họ để ở đây. Như thế nào thì mẹ tao lấy tiền cỡ hả? Xem, sợ nằm lềm tới chuyện hả mẹ thờ kị. Rất là nhiều những cái can nước ở đây luôn. Bây giờ nấu canh hả chị? Dạ, canh mít nè. Cái nồi này là nồi gì? Canh mít. Canh mít. Dạ. Rồi chị cho bột bắp vô. Ừ. Rồi mình nấu canh với cái gì mình ăn cơm chị? Ăn cơm, ăn bắp chứ. Ăn với bắp không hả? Dạ. Có cơm không? Cơm có. Ủa lại đang thay cái tang ấy vậy mà thôi. Ở trong này là nhà kho hả chị? Chị để gì trong này cho em xem tí được không? Dạ. Bắp đó là mình trồng hay sao chị? Bắp
trồng. Bắp trồng hả? Dạ. Năm nay thu hoạch được nhiêu đây hả? Dạ. Chị nấu cơm chưa? Nấu cơm rồi. Đâu nồi cơm đâu, cho em xem tí nha. Dạ. Khói quá chị ha. Ừ. Ui, không có bột ngọt. Hết bột ngọt rồi hả? À. Sao gia đình là chị lại ở ở chỗ cái sườn núi nó treo leo như thế này? Mình ở đây lâu chưa chị? Đi lâu rồi. Lâu rồi. Chị có biết là bao năm rồi không? Mấy năm tới quên rồi. Mấy năm quên rồi. Năm nay mình thu hoạch bắp được có nhiêu đây hả chị? Bắp 2, 3, 4 bao chứ. 3, 4 bao? Dạ. Bắp trái cũng nhỏ chị ha? Dạ. Cái này là mình để dành ăn hay sao chị? Dạ. Để dành mình ăn hay sao? Được biết nè. Cái bắp này chị để làm gì? Bắp nè. Dạ. Bắp mưa hả? Bắp này nè, chị để chị ăn hay sao? Bắp đá. Bắp đá. Mình để dành hay là mình bán? Để bán là một cái 12 ngàn một ký. Bán 12 ngàn một ký? 3, khoảng 2, 12. 12 ngàn một ký? Dạ. À, lên, giờ lên một cái 15 ngàn. Còn có lên là một cái 13. Giá 13, lên ba rơ là 13, ở bên kia là 12. 12 đến 11, 19 không có lên. Không lên. Ừ, không. Giá lên thì được 15. Dạ. Còn không lên thì được 12. Dạ. 13. Dạ. Dạ. Rồi có bán không chị? Dạ. Có bán không? Bán rồi. Bán một bao là cứ 1 triệu. Một bao là được 1 triệu. Dạ. Một bao lên là... À, không có lên là không có... Không biết. Không có lên. Không có lên là không biết. Dạ, lên là... 1 triệu. Lên, không có lên là không có 1 triệu. Là không bán. Dạ, không có bán. Mình để lại mình ăn chị ha. Dạ. À, có nghĩa là chị dạ, kêu... Má ăn chứ... Chị kêu là bắp lên á thì được giá thì mới bán. Dạ. Còn không thì để dành ăn. Để tiên lúc bệnh một cái là hai chục. Đầu tiên. Dạ. Đây này là 2-3 năm rồi không có lên. À. Một cái 12. Một ký được có 12 ngàn thôi. 12, 11, 3 ngàn. Hồi trước là được ký 20. Dạ, đợt trước. Dạ. Ăn tâm bể tâm bà. Dạ. Coi như là bây giờ mình để dành bắp mình ăn luôn. Dạ. Bây giờ còn trồng bắp nữa không chị? Dạ. Bây giờ còn trồng bắp nữa không? Dạ. Cái nồi này là nồi gì? Nồi cơm. À, nồi cơm. Chị mở nồi em xem cơm. Tí. Đi quay canh. Dạ, à đi coi canh. Em đi quay canh chứ. Ủa xuôi, lắc với cả đại tự lắc. Chị không rành tiếng Kinh, chị nghe cũng không rõ cả nhà. Sao mất hỏi chuyện với chị câu được câu không à? Ăn cơm với canh này hả chị? Canh, ăn canh mít chứ không biết. Canh mít. Dạ. Rồi có ăn với cá không? À, nó canh. Có cá ăn không? Không có cá. Không có cá. Không có, ăn khoăn à. Ăn cơm với canh mít thôi. Ừ. Ăn không vậy thôi. Dạ. Ăn tâm bề tâm ba chơi dân tộc mà. Dân dạ. Tộc. Anh chị có nhà ở trong làng không? Ừ. Chị ơi, chị có nhà ở trong làng không? Có nhà ở trong làng hả? Nhà
Trân Lăng. Hay là cái nhà này là nhà của chị luôn? Dạ. Nhà của chị. Nhà này là nhà chính thức của mình luôn. Ừ. Không có nhà trong làng. Không phải. À. Móng khỏe luôn. Còn hô bị cả thôi nè về để sợ. Cả cả. Ăn trong đó. Dạ, cô ăn tự nhiên đi cô. Cô đi bẻ bắp về rồi cô ghé chị cô ăn cơm luôn. Thì cháu rủ cô ăn chung luôn. Dạ. Ừ. Ăn chung cho vui cô ha. Bất ấm phạm. Đây là châm như quê. Có con gái mà con gái ngại. Dạ, ngại không chịu ăn. Là mía và canh mít, mít non. Dạ, canh mít. Canh mít thì mình bỏ lá bí. Lá bí hả? Hả, lá bí. À, giống như canh tập tàng ha. Giờ dạ, chút bắp thì mình bỏ vô nó cho nó mềm. Cho nó mềm. Rồi ăn với cơm vậy thôi. Bỏ mềm mong mấy hả? Cả cạn. Mới đầu về nó cạn. Nhà còn cá không chị? Dạ. Còn được mấy con cá? Cho em xem tí nè. Đưa đây cả. 5 con. Nhà còn được 5 con hả? Dạ. Hôm nay nướng đãi khách luôn. Dạ. Dạ, chị dùng tự nhiên đi chị. Mấy thợ cơm. Thôi. Thế là từ từ tập cơm. Bữa cơm của người đồng bào họ ăn như vậy đó cả nhà. Cá này nướng hả chị? Nướng. À, có mấy con cá chút xíu à? Mà nãy bực cua này ăn bực cơm. Cá khô ăn cơm. Ăn xong mình đi bẻ bắp hả chị? Dạ. Chị ăn xong đi bẻ bắp. Còn cô là bẻ bắp về rồi. Bẻ bắp về rồi thì về trời đó. Thì cháu đây thì ăn xong rồi đi bẻ bắp. Cô ở trên trời trên núi trên kia hả? Tút trên đó luôn hả? Nó luôn. Cao dữ vậy. Dạ. Ở trên này con ngó xuống là con chóng mặt rồi đó. Dạ. Nó quen rồi. À. Quen ở sống trên núi mà. Trên núi con dốc con cao vậy đi. Hôm nào con qua con thăm gia đình cô nha. Dạ. Dạ. Đi lương. Chạy nhà lương. Sáng là cô đi bẻ bắp hả? Bây giờ là cô về. Sáng là bẻ bắp đầy quên rồi mình về. Dạ. Dạ. Đi kiếm ăn thì mau rồi. Giờ chú là cũng chăn bò luôn hả cô? Ừ, chăn bò. Chú đi chăn bò luôn. Ừ, chăn bò. Dạ. Nó sẽ là cái bị sẽ là cái lề. Ủa bố ơi giúp bố ơi. Ơ ngã quá ngã. Bỏ cá khô với cái chung luôn ăn. Dạ, ăn có mấy con cá vậy thôi. Ớt mình giả ớt mình ăn. Vậy có tượng âm bốc vẽ rồi. Nặng lại rồi. Hãy đi nhận. Bù bè thì cơ đang có canh này là mình nấu mình ăn nguyên ngày hả chị? Ừ, thì chín nóng dễ. Có mít thì nó mít, không có mít thì mình nấu thổ đổ. Thổ đổ. Ừ. Mình ăn thổ đổ chán rồi mình ăn lá, bông à. Thổ đổ vậy hả? Ăn trái xong rồi ăn lá. À, ăn trái xong rồi ăn lá. Rồi ăn cả bông luôn. Cả bông luôn, bông lá vậy. Ăn hết luôn. Ừ. Quen rồi cô ha. Mình cũng ăn vậy rồi. Chụp này ta cài cơm. Mít này mình đi hái xa lắm hả chị? Trên núi. Trên núi. Trên núi luôn. Dưới đây không có mít luôn. Dưới đây không có mít, lên tút trên núi hái. Ừ. Chứ nằm rảnh thì mình lên núi làm hái cái mít ăn. Không rảnh đi thì mình ăn thổ đổ. Dạ. Ở đây ngoài trồng bắp ra thì mình còn làm cái gì không cô? Mình làm cỏ.
làm cỏ già rồi mình đốt rác. Bây giờ khi trời mưa xuống rồi là mình kiểu. Dạ. Yeah. Mình có đi chặt củi rồi này kia gì không? Có chứ. Giờ ở rễ đây thì mình chặt củi, mình trông về, mình chặt củi trông. Dạ. Yeah. Giờ mình ở nhà thì có một số có tiền thì mình mua bếp ga phải nấu ăn. Mình không có gì mình chợ trồng củi thôi. Nhà tôi cơ không lắm. Tôi ở đây bà con mình có nhặt phân bò bán được không cô? Có chứ, mùa khô mà bán, mùa đây bán mưa này. Mùa mưa là không có bán được không ha. Bán. Mùa khô là mình đi nhặt phân bò mình bán. Dạ, mùa khô thì mình thuê chỗ quán mình đặt phân bò thì mình đi lượm bán. Dạ. Dạ, không có chỗ quán không nói thì mình chỉ ở phòng mình thôi, đâu có kiếm tiền được. Nhà cô có nuôi bò không? Có. Có nuôi bò hả? Có. Bò về cũng có, bữa nó nhiều con thì bây giờ chết rồi. Dạ. Chết rồi. Chết rồi, còn ở cơm còn có 4 con. Ăn vậy no rồi giờ đi bẻ bắp. Ừ. Chiều về ăn tiếp hả chị? Bây giờ vô là nó ăn là ngủ, ăn xong rồi tối thì ngủ. Dạ. Giờ trưa thì ăn xong thì bẻ bắp, không có bắp thì mình làm cái gì khác. Ừ. Mình chặt củi chặt gì á. Xuống được không? Trơn lắm á nha. Nhảy xuống luôn. Đi nghiêng nghiêng tí. Dốc quá. Chú đi cẩn thận nha chú. Xuân Bắc đang theo hai mẹ con chị đi bẻ bắp cả nhà. Đây là cái con đường đi xuống dưới sườn núi. Chị ở trên cái đỉnh núi trên này mà ở ngay cái mép núi đó rất là treo leo dốc đá luôn cả nhà. Hai mẹ con đi hái là hái đầy hai gùi mới về hả chị? Chị đi từ từ chờ em tí, em đi không quen nè. Họ đi nhanh quá cả nhà. Xuân Bắc đi không quen. Đi xuống cái dốc này nó cao quá. Ấy á. Bắp họ trồng ở bên dưới này. Công nhận là chị với cháu đi quen đi nhanh thiệt. Đây là bắp nhà mình chị ha. Dạ, bắp của mình chứ. Bắp mình trồng. Dạ. Em thấy là nó cũng khô héo hết chị ha. Dạ. Con gái chị đang bẻ bắp ở đây nè cả nhà. Bé cũng rất là giỏi luôn. Hôm nay nghỉ học ở nhà đi hái bắp phụ mẹ. Giỏi quá. Chị cho em xem trái bắp nè. Có chút xíu à. Trên này nó cũng không có đủ chất chị ha. Đất nó khô cằn. Đó, trái bắp có chút xíu thôi cả nhà. Hái đầy một gùi bắp là hai mẹ con về. Mình gùi về nhà là mình đi hái tiếp hả chị? Dạ. À. Cứ đi lên trên núi rồi lại đi xuống núi. Dạ. Cuộc sống gia đình mình như vậy chị ha? Dạ. Ở ngay vách núi luôn. Mình ở đây bao lâu rồi chị không biết luôn hả? Dạ.
Gia đình mình ở cái sườn núi này bao lâu rồi chị không biết luôn hả? Gia đình mình ở bao năm rồi con? Không biết luôn hả? Chắc hồi đó bé còn nhỏ không biết luôn. Xin bắt cho cả nhà xem trái bắp này. Đó. Bắp có nhiều đầy hạt. Mấy cái hạt lép này là nó làm sao nó lép vậy chị ha? Nó không có hạt luôn. Dạ. Yeah. Này. Nó còn cùi không à? Mình thu hoạch cái đợt bắp này xong là mình có trồng lại không chị? Dạ. Có trồng lại không? Dạ. Có trồng lại hả? Ừ. Trồng để lấy cái ăn luôn chị ha? Ừ. Một năm thì mình trồng được mấy mùa bắp chị? Một năm nữa. Đó, cả nhà chị nghe cũng không rõ. Ở đây á, thì họ trồng bắp có chút xíu thôi cả nhà. Đất ở khu này xuống mắt thấy nó cũng rất là khô cằn luôn. Núi đá không à. Cho nên là cái trái nó nhỏ xíu thôi. Họ vẫn phải trồng đi trồng lại bắp để mà lấy cái ăn đó cả nhà. Bây giờ mình thu hoạch là mình bẻ luôn chị ha. Bẻ cây luôn. Để mốt mình trồng lại. Cái cây bắp là mình có bán được không chị? Dạ. Cái cây này nè, cây khô á, cây bắp khô mình có bán lấy tiền được không? Không hả? Xuân Bắc đang mở cái phần quà ra để tặng cho gia đình chị. Hôm nay em đến em thăm gia đình mình đó. Em có mang theo một cái phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho bà con miền núi. Dạ. Thì em tình cờ em đi ngang đây nè. Thấy gia đình mình ở trên cái sườn núi nè. Thấy sao mà không biết là gia đình mình không ở hẳn ở trên núi mà lại ở ngay cái sườn dốc như thế này á. Nó dốc nó trơn chị đi té đó. Té mà hai khúc luôn hả? Ừ. Trời ơi, té ở núi này luôn đó hả chị? Dạ, đi tới núi. Dạ. Dạ, đi là bị té như vậy đó. Lẹ. Rồi bây giờ cái chân nó còn nhức không chị? Dạ. Còn nhức hả? Cái chân chị còn nhức không? Dạ, còn luôn. Có nước rồi. Con gái ơi, dạ. Con tên gì? Con tên Kata Thị Giúp. Kata Thị Giúp. Giúp? Dạ. À. KT Thị Giúp. Con học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 7. Lớp 7. Hôm nay cuối tuần được nghỉ hả? Dạ. À. Con học sinh gì? Học sinh bình thường. Học sinh bình thường. Cố gắng học con nha. Cố gắng học biết chữ, mốt đi làm nha. Mốt đi làm về phụ mẹ này, mẹ đau chân không có làm được này. Nha. Dạ. Bé cũng rất là ngoan cả nhà. Rồi, thôi chú con gặp bịt cá giúp chú nha. Cảm ơn. Rồi, ngoài ra thì em còn gửi cho chị một bịch cá này nữa. Cá này là cá cơm 1 kg, cá cơm size lớn nha. Yeah. Một bịch này nó bị rách cái bịch rồi, chút xíu chị bỏ vô cái bịch khác giùm em nha. Bịch này là cá ngân khô 1 kg luôn. Yeah. Cá này gia đình mình ăn thì chị phơi ra. Mình để lâu á thì mình phơi nắng á, cái nào nắng to á mình mang lên mình phơi. Mình càng phơi ăn càng ngon nha chị. Với lại mình để được lâu nữa. Chị nhớ phơi nha. Dạ. Phơi cả cá này.
Rồi chị cầm giùm em nha, nó rách rồi. Cảm ơn. Dạ. Rồi ngoài ra thì em gửi thêm cho chị 2 chai dầu anh nha. Em để ở đây, tạm thời em để ở đây nha. Bây giờ thấy quà rồi vui không? Yeah. Vui không con? Vui. Hồi nào giờ có ai đến đây tặng quà cho mình không? Tặng quà cho gia đình mình có không? Chị không rành tiếng Kinh cả nhà. Nghe không có rõ luôn. Hồi nào giờ gia đình mình có ai tặng quà không con? Không có. Không có hả? À. Rồi em gửi thêm cho gia đình mình 2 chai nước tương nha. Hết bột ngọt rồi đúng không? Hồi nãy nấu không còn bột ngọt đúng không? Hết bột ngọt ăn rồi. Hết bột ngọt ăn rồi. Nhưng mà bột ngọt này còn. Nhà không còn bột ngọt luôn. Cá hồi nãy còn mấy con nấu ăn là hết luôn. Rồi khi nào mới mua cá lại ăn chị? Bây giờ có cá rồi đâu phải mua nữa đâu. Cá nên mua hả? Dạ, mình để dành mình ăn từ từ chị ha. Xem như là em đến kịp thời ha. Vừa hết bột ngọt là em đến liền. Hay thiệt. Dạ, vừa mới hết bột ngọt em gửi cho chị 2 bịch bột ngọt nha. Rồi em để đây luôn. 3 bịch muối. Có bột ngọt, có muối luôn. Chị vui không? Vui. Vui ha. Rồi em để muối ở đây. Còn một phần quà nữa. Đó là 10 kg gạo. À, em gửi cho chị 10 kg gạo nha, yeah. Cho gia đình mình. Rồi 10 kg gạo em để bên chỗ bé nha. Bây giờ nhận quà rồi. Rồi con vui không? Cá này mình nấu món gì chị? Ngon. Sơn bác hỏi cá nấu món gì chị kêu là ngon. Tuy nhiên là ngon. Con nấu canh chua không chị? Canh nấu canh chua ăn ha. Dạ. Còn cá này mình làm món gì? Canh chua ăn chứ. Canh chua ăn luôn. Dạ. À, ăn ngon chứ. Cá này chị có thể nướng được luôn nè. Lấy chiên ăn. Dạ, nướng lên ăn. Chị có mơ ước gì không? Có mơ ước gì không? Không mơ ước gì hết hả? Con có mơ ước gì không? Con đi học, cái chỗ con đi học xa không? Xa hả? Ở đây đi ra đó là con đi đi xe hay con đi bộ? Dạ, đi xe hoặc là đi bộ. Đi xe hoặc là đi bộ hả? Xe ở đâu đi? Mẹ chở. À, mẹ chở đi. Đi học. Còn không thì đi bộ. Cố gắng học con nha. Bé ngoan cả nhà. À, hôm nay em tới em thăm gia đình mình á. Em mang theo cái phần quà này là của cô Mạnh Thường Quân. Cô ở bên Canada. À, cô gửi về nhờ em mua những cái phần quà để gửi cho bà con miền núi mình. Thì hôm nay em gửi cho gia đình một phần quà. Đây coi như là một cái duyên. À, em đi ngang qua đây thì tình cờ em thấy gia đình mình ở đây. Ở trên một cái vách núi rất là cao và rất là treo leo như thế này. Em hỏi chị tí, ở đây em thấy rất là nhiều những cái cây đu đủ ở đây này. Cái này là nhà mình trồng hả chị? À, trồng để lấy cái ăn. Ăn trái. Ăn lá. Ăn bông luôn. Có đắng không chị? Không đắng. Con ăn đu đủ được không? Dạ có. Có ăn luôn hả? Ăn cả lá luôn. Không ăn lá. Vậy con ăn cái gì trên trái đu đủ, trên cây đu đủ? Ăn trái hả? Bông có ăn không? Đắng lắm hả? Thương quá. Bé hồi chưa có ăn được lá đu đủ. Chỉ có chị với chồng chị ăn thôi. Gia đình 4 người hả chị? Gia đình là 4 người. Chồng thì đi chăn bò rồi. Con thì đi làm. Rồi chi tiêu trong gia đình có đủ không chị?
có đủ chi tiêu không? Có phải vay mượn để mà trang trải cuộc sống không? Đóng tiền cho bé không? Đi học không? Dạ. Đó. Phải đó. Chị không sỏi tiếng Kinh, chị già không à? Thôi, vậy thì em gửi cho chị phần quà nha. Dạ. Cảm ơn. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Chú chúc con học giỏi nha. Cố gắng học giỏi, mốt đi làm có tiền phụ cho ba mẹ ha. Chị gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ giúp em nha. Dạ. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân. Chị nói đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Thường Quân. Con nói giúp cho mẹ nha. Con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân. Con cảm ơn Mạnh chú Mạnh Thường Quân. Gửi tặng cho gia đình con phần quà. Đã tặng cho gia đình con một phần quà. Con vui lắm. Con vui lắm. Cảm ơn cô chú nhiều. Cảm ơn cô chú nhiều. Dạ. Rồi. Chị không có nói sỏi tiếng Kinh được cả nhà. Thậm chí là có nhiều câu Xuân Bắc hỏi anh Đường, chị trả lời nẻo. Hồi nãy hỏi chị là cá này chị làm món gì? Cá này ngon. chị rất là hiền, bé cũng rất là hiền và ngoan nữa. Người đồng bào họ rất là thật tính cả nhà. Cuộc sống của họ như thế nào thì họ chia sẻ như thế nấy. Thôi thì Xuân Mắc cũng đại diện cho gia đình chị gửi lời cảm ơn tới cô Mạnh Thường Quân bên Canada. Cô đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà đến cho bà con khó khăn miền núi. Xuân Mắc không biết nói gì hơn, chúc cô và gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Xuân Mắc cũng gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị, cô chú Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với kênh Xuân Mắc Vlog để anh em chú cháu Xuân Mắc có cái cơ hội mang những cái phần quà này đến gửi cho bà con miền núi. Kính chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe. Mong là những cái video Xuân Mắc chia sẻ về đời sống bà con miền núi sẽ được cả nhà yêu thương, ủng hộ và kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn với con chào khán giả với chú cái nha. Chị chào khán giả với em nha. Tạm biệt cả nhà nha. Bây giờ còn ngại không? Hồi nãy bé ngại lắm cả nhà. Xuân Bắc vô không chịu nói chuyện. Con gái mới lớn mà, nhiều khi ngại. Rồi bây giờ mang quà vô nhà nha con. Con mang cá vô nha.